Paul Smith Roll. Đây là một chai nước hoa rất ngon dành cho những chị em nào mà không muốn đầu tư một số tiền quá lớn, hay là những bạn học sinh, sinh viên, thậm chí là học sinh cấp 3 mà không có nhiều tiền để mua nước hoa, thì các bạn hãy xem hết video này nhá. Mình đảm bảo rằng là nó rất bổ ích cho các bạn đấy. Chúng cùng nhau bắt đầu thôi. Một khi nhắc tới nước hoa của nữ thì các chị em sẽ quen với những cái thương hiệu như là Chanel, như là Gucci này, rồi Dior, hay là những cái sản phẩm mới của những nhà nước hoa rất là nổi tiếng như là Narciso Rodriguez, một nhà làm xạ hương khá là hay cho các bạn nữ. Thì các bạn có thể biết rằng là những cái sản phẩm của cái thương hiệu, những cái thương hiệu nổi tiếng đó thì thường nó sẽ không có giá rẻ, tầm dưới 1 triệu đồng cho các bạn để lựa chọn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thương hiệu Paul Smith, đến một sản phẩm đến từ thương hiệu Paul Smith. Thì chúng ta không nên có một cái quan điểm ở trong nước hoa đó là thương hiệu không nổi tiếng thì họ sẽ làm mùi không tốt, còn thương hiệu nổi tiếng thì họ auto làm mùi tốt. Thì những cái thương hiệu mà các bạn biết tới như là Gucci, như là Dior mà mình vừa nhắc ở trên ấy, thì đó là những cái thương hiệu designer. Mình đã có một cái video làm nói về nước hoa nude và nước hoa designer thì các bạn có thể xem ở đây. Thì họ cũng đều là chủ yếu gần như là họ thuê perfumer ở ngoài để làm ra cái mùi hương theo cái yêu cầu của họ, nên là có thể là có những cái mùi hương tốt nịnh mũi, nhưng cũng bên cạnh đó cũng sẽ có những cái sự thất bại, những quả bom xịt. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một quả bom mà nó có thể nổ tung tóe luôn, mà mùi hương nó rất là ngon, giá rất là rẻ, tầm dưới 1 triệu đồng thôi. Mình có xem được cái giá ở chai nước hoa này có một thời điểm nó chỉ rơi vào tầm 20 bảng Anh thôi, rất là rẻ đúng không? Chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình của chai nước hoa này nhá. Như các bạn có thể thấy rằng là nó có một cái thiết kế trông khá là giống một cái lọ hoa, và cái phần nắp được làm bằng kim loại trông rất là đẹp, rất là tỉ mỉ khi mà gây khắc những cái đường vân. Mà có một cái điều là cái nắp này thì nó không được mạ chống rỉ, nên là một thời gian thì bắt đầu nó rỉ hết xuống và bắt đầu nó bạc màu. Và trên phần nắp thì sẽ có chữ Paul Smith, cái nắp này của mình hơi xấu đó. Và cái thân chai làm rất là đơn giản thôi, trong suốt, đáy dày, và có chữ Row Paul Smith, hai chữ nó ngược lại với nhau. Đó là toàn bộ về cái phần thân chai này. Cái này mình nghĩ là cái phần thân chai cầm rất là ok, và về phần vòi xịt cũng rất là ổn. Vậy thì mùi hương của Paul Smith này nó sẽ như thế nào? Nó có bị rẻ tiền hay không, hay là mùi hương nó tốt ra sao? Thì khi các bạn xịt cái mùi hương ra, các bạn nhận thấy một cái mùi hương đến từ hoa hồng. Thì mình nghĩ rằng mùi của hoa hồng chắc là nó rất là gần gũi với các bạn rồi. Thì cái mùi hồng ở đây nó sẽ kết hợp một với cái nét hơi chát chát đến từ trà xanh, và một cái nét hơi kiểu xanh nhẹ đến từ những cái cành lá vậy của bông hoa hồng vậy. Nó vẽ một cái hình ảnh đó là bông hồng ở đây nó chưa hoàn toàn nở bung hết, mà nó bắt đầu kiểu hơi hơi chớm nở. Và các và các bạn đi qua một cái vườn hồng vào buổi sáng sớm vậy, rất là tươi xanh, có một chút chát đến từ trà và một cái mùi thơm rất đặc trưng của hồng. Và khoảng tầm 15 phút sau thì cái vị chát của trà nó sẽ dịu xuống, nhưng mà các bạn đã nhận thấy là cái bay trà nó vẫn ở phía sau, và về sau thì cái mùi hồng nó lên rất là rõ. Nó như kiểu là những cái, nếu như bạn nào mà hay kiểu thắp hương, hay là các bạn hay ngửi những cái mùi hoa hồng khi mà bạn mới mua về các bạn cắm hàng ngày ấy, thì các bạn đã nhận thấy rằng là khi mà nó mới chớm thành nụ thôi thì mùi của nó rất là nhẹ nhàng, mà khi nó bung ra thì mùi nó rất là nồng nàn và quyến rũ. Và mùi hồng ở đây thì nó thêm một chút ngọt, thì mình thấy rằng là nó ngọt theo kiểu fruity, và mình đoán rằng là nó đến từ một cái loại hoa quả gì đó. Tóm lại là một cái mùi hương rất là dễ chịu, và có cái vị ngọt đây nó hơi kẹo một chút. Các bạn yên tâm là nó không phải kiểu ngọt quá đà hay là mùi hồng quá nhiều đâu, nó được cân bằng rất là vừa phải. Và dry down thì nó được thêm chút sả, và mùi hương này nó làm mình liên tưởng đến mùi của cái nước tẩy trang hoa hồng ấy, của các chị em phụ nữ hay dùng ấy. Thì mình nhận thấy mùi hương này là tại vì người yêu mình thì hay dùng nước tẩy trang hoa hồng, nhưng mà mình có hôn lên ấy, thì mình có ngửi thấy mùi hương này. Thì đó là toàn bộ mùi hương của Row Paul Smith. Vậy thì Row của Paul Smith này nó phù hợp với cái độ tuổi và với cái phong cách như thế nào? Thì chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2007, cũng khá là lâu rồi, 14 đến 15 năm nay rồi. Và đây là một cái mùi hương miêu tả một cái mùi của một cái bông hồng hay là một cái vườn hồng rất là chân thật. Hiện nay ở trên thị trường thì họ làm mùi hương hoa hồng được kết hợp với rất nhiều những cái nốt hương khác nhau để mang tới những cái hình thái khác nhau. Các bạn khó thể kiếm được ra một chai nước hoa nào mà có một cái mùi hồng nó thuần như bây giờ, như chai nước hoa này. Thì em này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn cấp 3
lớp 10, các bạn nữ là các bạn là có tầm từ 16 tuổi trở lên là các bạn có thể xịt được rồi. Và mình nghĩ là cái độ tuổi giới hạn cho em này chắc là khoảng tầm từ đến tầm 28 cho đến 30 là căng quay đầu. Thế thôi, tại vì đây là một cái mùi hồng rất là trẻ trung. Và cái phong cách của mùi hương này mang tới đó là một cái phong cách dành cho những bạn nữ, thứ nhất là trẻ trung, thứ hai nó rất là nữ tính. Vì cái mùi hồng đây là một cái mùi hồng thuần rất là đơn giản, mùi hương cũng rất là đơn giản này, và nó sẽ có một chút gì đó kiểu dịu dàng, kiểu thanh lịch, nó không quá là cầu kỳ. Mùi hương nó rất là đơn giản, nên là những bạn nữ nào mà kiểu học sinh, sinh viên xịt cái mùi hương này thì các bạn chỉ vì người khác tiếp xúc với các bạn thấy là các bạn có một mùi thơm, các bạn chăm sóc cơ thể thế thôi. Nếu mà để các anh hình dung ấy, thì các anh chỉ cần là nhìn những cái cô nàng nào mà những cái em nào ở em, nếu mà tuổi của mình gọi bằng cháu, chứ bây giờ 15 tuổi chắc mình gọi bằng cháu, những em nào mà kiểu mặc những cái áo học sinh rồi xinh xắn một chút này, kiểu hot girl ở lớp này hay là hoa khôi ở khối đấy, thì các bạn nhìn là nó, các bạn thấy rằng là những cái bạn nữ đấy thì các bạn ấy có một cái độ trẻ trung, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tươi đẹp xinh, không phải make up quá là cầu kỳ làm gì cả, nó chỉ đơn giản là nét đẹp của tuổi thanh xuân thôi, thì các bạn nên mua chai nước hoa này. Ở trên da mình thì Paul Smith Row này nó bán được khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nó sẽ khá là rõ khoảng tầm 1 tiếng đầu, và về sau thì nó chỉ là mùi skin care thôi. Và mình nghĩ rằng những bạn học sinh, tại vì nó dành cho những bạn học sinh, những bạn trẻ ấy, nên là các bạn sẽ không thích những cái mùi quá nồng nàn. Và mùi hương này thì cái độ tỏa hương cũng chỉ tầm nửa cánh tay kiểu đấy, skin scent như mình bảo ấy. Nên là mùi hương này nếu như các chị em nào mà xịt để đóng vai một bạn nữ kiểu tiểu thư nhẹ nhàng, nhà ra giáo, ngoan hiền, nói gì cũng nghe, thì muốn được anh che chở thì đây là một cái kiểu, một cái vai diễn, một cái sự hỗ trợ phù hợp với các bạn. Còn nếu như các bạn thích những cái bộ váy kiểu xẻ này rồi khoét ngực như thứ, rồi trang điểm đậm, thì xịt mùi hương này thực sự là không hợp đâu. Và đó là cái chia sẻ của mình về Row của nhà Paul Smith này, một mùi hồng rất là thuần, nên là các bạn nào muốn ngửi mùi hồng gần như là thuần ở trong nước hoa thì các bạn nên thử qua chai nước hoa này. Hay các bạn nào đang có cái ý tưởng là đang mua, muốn tặng các bạn em gái, hay là những cái bạn đang chuẩn bị đi học, tại vì sắp tới khai giảng thì các bạn có thể tặng cho em gái hay là bạn của mình mùi hương này. Mình đoán rằng là các bạn ấy sẽ rất là thích cái mùi hương này. Các bạn biết là mình để chai nước hoa ở đây, mình là một nam, một người nam, mà mình để chai nước hoa này ở đây mình sở hữu, thì chắc chắn là nó được đánh giá cao như thế nào. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Bây giờ xin chào và gặp lại, bye bye.